Cruise Duo Katana, cây kiếm được nhiều người cho rằng mạnh nhất trong game Blobs Fruit, thuộc phân khúc cao cấp nhất là Mythical, là sự kết hợp của hai cây kiếm Tushita và Yama, phỏng theo hai cây bảo kiếm của Kozuki Oden, chính là Ami no Habakiri, cây kiếm chém toạc thiên đàng, và Enma, cây kiếm chém xuống tận đáy địa ngục. Cruise Duo Katana trong game là một cây vũ khí hoàn hảo, sở hữu hai kỹ năng diện rộng với sát thương cực khủng, tốc độ ra đòn nhanh, tầm sát thương lớn, lại có khả năng cơ động tốt. Chiêu Slayer of Goliath còn có khả năng giảm sát thương đến từ trái ác quỷ Dragon. Tuy nhiên, một điểm yếu khiến người chơi cảm thấy đáng tiếc chính là việc cây kiếm này không thể phá được Haki quan sát, nên khi đi PvP cần có sự kết hợp nhuần nhuyễn với những vũ khí và trái ác quỷ khác để tối đa hóa khả năng của Cruise Duo Katana. Cách để có được Cruise Duo Katana cũng cực kỳ chua. Anh em phải đạt được 350 điểm thông thạo ở cả cây Yama lẫn Tushita. Sau đó anh em cần đạt được cấp độ 2200 trở lên để nhận được thử thách Cruise Duo Katana Puzzle.